Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 15 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, đây là lần thứ hai trong tháng này trời mưa lớn. Vào ngày 14 tháng 8, quận Vạn Châu, Trùng Khánh đã nâng cấp tình trạng khẩn cấp ứng phó với lũ cấp 2 và yêu cầu tạm dừng công việc, tạm dừng trường học, tạm dừng kinh doanh, tạm dừng hoạt động, tạm dừng tham quan, tạm dừng chuyến bay. Sáng ngày 14 tháng 7, Cục Khí tượng thành phố Trùng Khánh cho biết 108 trạm đo mưa địa phương có mưa rất lớn và 395 trạm đo mưa có mưa lớn, trong đó có trạm Long Bảo ở quận Vạn Châu ghi nhận lượng mưa lớn nhất lên tới 219mm. Theo cảnh báo CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ ngày 13 đến ngày 14, nhìn chung có mưa to đến rất to ở quận Vạn Châu, Trùng Khánh và mưa lớn ở một số huyện và thị trấn. Huyện Vạn Châu quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lên cấp 2, lên ứng phó khẩn cấp cấp 2 vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 14. Tất cả các thị trấn, làng mạc và các đơn vị thành viên của Ban Chỉ huy Quốc phòng quận được yêu cầu cắt đường, đình chỉ công việc, tạm dừng trường học, tạm dừng kinh doanh, tạm dừng hoạt động vận tải, tạm dừng tham quan, tạm dừng chuyến bay và các hoạt động khác. Cô Chiêu nói với The Epoch Times vào ngày 14 rằng trời mưa rất to vào ngày hôm 13 tháng 8 và trên các đại lộ Nam Bình, quận Mới, Giang Nam, quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, nước ngập đến mức mọi người không thể ra ngoài và không thể đi làm. Do hệ thống thoát nước kém nên một lượng lớn nước từ một lỗ cầu đổ xuống, cả con phố bị ngập, ô tô cũng bị ngâm trong nước. Cô cho biết vài ngày trước một số khu vực ở Vạn Châu cũng bị ngập do mưa liên tục chứ không phải lũ lụt. Hệ thống thoát nước ở đây không thông suốt. Cô Trần ở Trần Gia Bá, quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh cho biết trời mưa rất to, một số nơi bị ngập lụt, xe buýt và giao thông bị đình trệ. Chỗ cao hơn một chút vẫn còn một ít nước trên đường, nhưng giao thông đã hoạt động trở lại vào sáng ngày 14. Một số ngôi làng và thị trấn bị ngập nghiêm trọng hơn. Nhà để xe của một số khu vực dân cư bị ngập nước, phố cổ Ngô Kiểu bị ngập nghiêm trọng hơn lần trước. Cô Triều nói con sông bên phải của khu vực địa phương hẹp, nước từ nhiều thị trấn dọc đường chảy vào sông ở đây, dòng chảy cuồn cuộn như thác đổ. Thông báo chính thức của thành phố Trùng Khánh vào chiều ngày 14 cho biết, từ 8 giờ tối ngày 14 đến 8 giờ tối ngày 15. Quận Vạn Châu của Trùng Khánh là khu vực có rủi ro rất cao và mức độ rủi ro khí tượng về thiên tai địa chất là cấp 1. Ứng với cảnh báo màu đỏ, quận Giang Châu là khu vực có rủi ro cao và mức độ rủi ro khí tượng của thảm họa địa chất là cấp 2, ứng với cảnh báo màu cam. Và 16 quận bao gồm quận Ngô Thiện, quận Khai Châu và quận Sa Bình Bá có một số rủi ro nhất định trong khu vực. Ngoài quận Vạn Châu, các nguồn tin chính thức của quận Giang Tân cho biết Cục Khí tượng Giang Tân đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 5 giờ 10 phút sáng ngày 14, nói rằng đã có mưa lớn xảy ra ở 7 quận và thị trấn như Ngũ Đàn và thị trấn Berlin ở quận Giang Tân, thị trấn Tư Miên Sơn, thị trấn Quảng Hưng. Dự kiến lượng mưa lớn ở 9 thị trấn và đường phố bao gồm thị trấn Ngũ Đàn sẽ tiếp tục với lượng mưa sẽ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét và gió giật. Trước đó, lũ lụt đã xảy ra nhiều nơi ở Trùng Khánh trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8. Theo báo cáo chính thức, tính đến 10 giờ sáng ngày mùng 5, chỉ riêng ở huyện Vạn Châu, Trùng Khánh đã có ít nhất 15 người chết và 4 người mất tích. Thưa quý vị, theo đài quan sát, đã có dấu hiệu tăng cường trong vài giờ qua, các dải mưa bên ngoài của cơn bão số 1 Tali đã ảnh hưởng đến bờ biển Quảng Đông. Ở Hồng Kông, gió mạnh đã thổi trên mặt đất cao, dự kiến Hồng Kông nói chung sẽ chuyển gió mạnh. Tín hiệu gió mạnh cấp 3 sẽ duy trì trong phần lớn thời gian của ngày 15 tháng 8. Việc có cần đưa ra tín hiệu cảnh báo xoáy thuận nhiệt đới cao hơn hay không sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi về cường độ của cơn bão Tali và khoảng cách giữa khu vực gió liên quan của cửa sông Châu Giang. Biển có sóng to và cuồn cuộn, người dân nên tránh xa bờ biển và dừng mọi hoạt động dưới nước. Do ảnh hưởng chung của chiều cường do bão Tali và chiều cường Thiên Văn, rạng sáng mai có thể xảy ra ngập úng ở các vùng trũng thấp ven biển. Người dân nên chú ý đến những tin tức thời tiết mới nhất từ đài quan sát và hoàn thành các biện pháp ngăn chặn gió và nước càng sớm càng tốt. Tín hiệu gió mạnh số 3 hiện đã có hiệu lực và đài quan sát dự đoán tốc độ gió trung bình ở Hồng Kông là 41-62 km/h. Hồi 11 giờ, tâm bão nhiệt đới dữ dội Tali cách Hồng Kông khoảng 390 km về phía Nam Đông Nam, tức là vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc và 115,8 độ Kinh Đông trên khu vực quần đảo và mạnh dần lên. Theo lộ trình dự đoán hiện tại, Terry sẽ đến Hồng Kông gần nhất vào sáng mai, đi qua phạm vi khoảng 300 km về phía Nam Hồng Kông.
hướng gió cục bộ sẽ thay đổi từ đông bắc sang đông nam và các khu vực có mái che có thể trở gió. Gió ở Hồng Kông dự kiến sẽ tăng nhẹ vào sáng mai. Vào lúc 13 giờ, bão nhiệt đới dữ dội Tai Ly cách Hồng Kông khoảng 390 km về phía nam đông nam, tức là vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc và 115,7 độ kinh đông trên khu vực quần đảo và mạnh dần lên, bị ảnh hưởng bởi các dải mưa bên ngoài của Tai Ly. Mưa rào tăng dần ở cửa sông Châu Giang, đồng thời nhiều nơi ở Hồng Kông chịu ảnh hưởng gió mạnh, tín hiệu gió mạnh cấp 3 sẽ duy trì trong ngày hôm nay. Trong vài giờ qua, Terry có dấu hiệu mạnh lên do ảnh hưởng chung của chiều cường do Tai Ly mang lại và thủy triều cao thiên văn. Các khu vực trũng thấp ven biển có thể bị ngập lụt vào sáng mai. Người dân được khuyến cáo nên hoàn thành các biện pháp chống gió và chống thấm càng sớm càng tốt. Biển có sóng lớn, khuyến cáo công chúng tránh xa bờ biển, dừng mọi hoạt động thể thao dưới nước, đồng thời chú ý đến những tin tức thời tiết mới nhất từ đài quan sát. Bão nhiệt đới nghiêm trọng Tai Ly đang đến gần Hồng Kông và mạnh dần lên. Đài quan sát Hồng Kông đã thay đổi tín hiệu gió mạnh cấp 3 vào sáng sớm nay và dự kiến sẽ giữ nguyên trong phần lớn thời gian của ngày hôm nay. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Tai Ly, một số khu vực ven biển Nam Trung Quốc đã có mưa to hoặc mưa lớn. Ngoài ra, ba cửa khẩu ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam ngừng hoạt động. Một số tuyến đường sắt ở tỉnh Quảng Đông bị đình chỉ và toàn bộ thành phố Thâm Quyến rơi vào tình trạng báo động bão. Ngày 14 tháng 8, mạng thời tiết Trung Quốc đưa tin do ảnh hưởng của cơn bão số 4 Tai Ly năm nay. Từ ngày 14 đến ngày 15, một số khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc đã có mưa to hoặc rất to, mưa to cục bộ và gió to. Tin cho biết, rạng sáng ngày hôm 14 tháng 8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 4 của năm nay Terry, sau đó di chuyển dần theo hướng Tây Bắc đến 5 giờ ngày 14, đâm bão ở khu vực Đông Bắc Biển Đông. Cách đảo Đông Sa khoảng 215 km về phía Nam, dự kiến Tai Ly sẽ đổ bộ dọc biển từ Tai San, Quảng Đông đến Văn Xương, Hải Nam vào đêm ngày 17. Cấp bão hoặc bão mạnh 35-42 m/s, giật cấp 12-14. Đi vào Bắc Bộ Vịnh ngày 18, Đài quan sát khí tượng Trung ương của Đại lục dự đoán rằng từ ngày 14 đến ngày 16, do ảnh hưởng của bão, lượng mưa tích lũy ở Nam Quảng Đông, đảo Hải Nam, Nam Quảng Tây và những nơi khác sẽ lớn hơn 100 mm và khu vực cục bộ có thể đạt 250 mm đến 450 mm, thời kỳ mưa lớn nhất từ ngày 17 đến ngày 18. Trong thời gian này sẽ xuất hiện đối lưu thời tiết mạnh như sấm sét, mưa rào lớn, ngắn ngày và dông cục bộ và gió giật mạnh. Đài quan sát khí tượng thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 7 giờ 29 phút sáng ngày 15. Cho biết, do ảnh hưởng của hệ thống mây ngoại vi của cơn bão Tai Ly, lượng mưa hàng giờ ở thị trấn Linh Sơn, thành phố Hải Khẩu đã đạt 60,3 mm, có nơi lượng mưa từ 20 đến 60 mm. Lúc 8 giờ 40 phút, trạm khí tượng đổi tín hiệu cảnh báo màu xanh sang tín hiệu cảnh báo màu vàng. Trụ sở phòng chống lũ lụt, gió và hạn hán thành phố Hải Khẩu đã yêu cầu vào lúc 7 giờ 50 phút sáng ngày 16 phải nâng cấp ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và ngăn gió cấp 4 lên thành ứng phó khẩn cấp cấp 3 để kiểm soát lũ và ngăn gió. Cục Quản lý Vận tải và Cảng thành phố Hải Khẩu vào lúc 7 giờ sáng ngày 15 tháng 8 cho biết do ảnh hưởng của cơn bão Tai Ly, cảng biển mới Hải Khẩu, cảng Tú Anh và cảng đường sắt phía Nam đã ngừng hoạt động vào lúc 6 giờ sáng ngày 15. Và việc đình chỉ dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 8. Trong thời gian tạm dừng, phương tiện và hành khách không được qua biển, người dân không được đến cảng. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp Quảng Đông, Tổng cục Kiểm soát Lũ lụt Phòng chống hạn hán và Phòng chống gió Quảng Đông đã yêu cầu vào lúc 10 giờ tối ngày 15 tháng 8, nâng cấp ứng phó khẩn cấp từ cấp độ phòng chống gió cấp 4 lên cấp 3. Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến đã nâng cấp tín hiệu cảnh báo bão màu trắng của thành phố thành màu xanh lam vào lúc 6 giờ sáng ngày 15. Và thành phố đã chuyển sang trạng thái cảnh báo bão. Dự kiến do ảnh hưởng của cơn bão Tai Ly, gió ở Thâm Quyến sẽ mạnh dần vào chiều ngày 15 và gió giật tối đa ở hầu hết các khu vực của thành phố sẽ là cấp 8 trở lên. Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đã đưa ra thông báo vào ngày 15. Từ ngày 15 đến ngày 18, chuyến phà xuyên biển của đường sắt eo biển Quỳnh Châu và các chuyến tàu ra vào đảo sẽ bị đình chỉ. Thưa quý vị, gần đây, một số lượng lớn châu chấu đã xuất hiện ở huyện Đào Giang, tỉnh Hồ Nam. Cục Nông nghiệp huyện Đào Giang cho biết đây là vụ nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua. Vào ngày 14 tháng 8, video của tin tức Bắc Kinh đưa tin rằng cùng ngày, cư dân Đào Giang Hồ Nam báo cáo rằng một số lượng lớn châu chấu đã xuất hiện ở nhiều thị trấn và địa phương. Một nông dân ở thị trấn Mã Cát Đường của quận điều hành một nhà máy sản xuất măng, cô ấy nói rằng hàng chục mẫu rừng tre đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa và một số lượng lớn châu chấu đã giết chết tre, rất nhiều châu chấu. Người nông dân cho biết trước đây nạn cào cào không nghiêm trọng lắm, nhưng lần này tình trạng này bắt đầu từ vài tháng trước. Theo báo cáo, nhân viên Cục Nông nghiệp huyện Đào Giang cho biết,
Tổng cộng có 36.000 ha đất và rừng trong huyện đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa do đợt hạn hán kéo dài vào năm ngoái. Theo nhân viên này, hầu như năm nào huyện Đào Giang cũng có châu chấu, nhưng năm nay là nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua. Hàng trăm tỷ con châu chấu đã xâm chiếm Trung Quốc đại lục vào năm 2020 và dịch châu chấu đã xảy ra ở Cát Lâm, Hồ Nam, Hắc Long Giang, thành phố Tương Dương ở tỉnh Hồ Bắc, thành phố Phổ Nhĩ ở tỉnh Vân Nam và Quế Lâm ở tỉnh Quảng Tây. Theo tin tức, vào thời điểm đó, nhiều khu vực ở tỉnh Vân Nam đã phải hứng chịu thảm họa châu chấu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Huyện Tuyền Châu ở Quảng Tây cũng là một trong những nơi bùng phát dịch châu chấu. Người dân địa phương báo cáo rằng châu chấu ở huyện Tuyền Châu gần như ăn hết lá liễu, ngô và các loại cây trồng khác trong 2 tuần, dày đặc khắp nơi. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!